Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan An ninh Ukraine ngày 7 tháng 5 tuyên bố đã phát hiện mạng lưới đặc vụ thuộc Cơ quan An ninh Liên bang FSB của Nga đang chuẩn bị ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao khác ở Ukraine. Hai đại tá của Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine bị cáo buộc tiết lộ thông tin mật cho Nga đã bị bắt giữ. Cơ quan An ninh Ukraine cho hay, một trong những nhiệm vụ của mạng lưới đặc vụ FSB là tìm ra những nhân tố phản bội trong quân đội Ukraine thân cận với Cơ quan An ninh của Tổng thống Zelensky, những người có thể bắt nguyên thủ quốc gia làm con tin và sau đó sát hại. Theo Cơ quan An ninh Ukraine, mạng lưới này cũng lên kế hoạch ám sát nhắm vào các quan chức cấp cao khác của Ukraine, bao gồm người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine Vasyl Maliuk và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov. Một trong hai nghi phạm bị cho là đã cung cấp cho đặc vụ Nga máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, đầu đạn và mìn. Theo kế hoạch, các đối tượng sẽ tấn công nhà riêng của ông Budanov bằng tên lửa, sau đó tấn công những người còn lại bằng máy bay không người lái mang thuốc nổ. Tiếp đó là một vụ tập kích tên lửa khác để xóa bằng chứng. Hiện Nga chưa bình luận về cáo buộc trên. Hồi cuối năm ngoái, Tổng thống Zelensky từng cho biết ông đã thoát ít nhất 5 vụ ám sát kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Ngoài ra, ông cũng nhiều lần thoát khỏi bàn tay tử thần khi xuất hiện ở chiến tuyến hay các thành phố bị Nga tập kích. Trước đó hồi tháng 4, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov lo ngại rằng ông có thể tiếp tục trở thành mục tiêu ám sát tiếp theo được phía Nga lên kế hoạch. Ông trùm tình báo Ukraine cũng nhắc đến vụ đầu độc vợ ông gần đây, cho biết giới chức trách vẫn chưa tìm ra thủ phạm, nhưng mọi việc đang có tiến triển. Vấn đề nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024 đang là chủ đề được bàn tán sâu rộng ở Ukraine. Theo tờ Kyiv Independent, có dấu hiệu cho thấy chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn vượt qua những lời chỉ trích và hoài nghi về tính hợp pháp của ông Zelensky khi lên nắm quyền sau ngày 20 tháng 5. Một mặt, cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine đã không diễn ra do quốc gia này vẫn đang nằm trong tình trạng thiết quân luật. Nhưng mặt khác, ngày 20 tháng 5 năm 2024 vẫn là thời điểm đánh dấu ông Zelensky kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống. Hiện tại, giới chức Ukraine và cá nhân ông Zelensky tránh trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Kyiv đổ lỗi cho Moscow, cáo buộc Nga gây tổn hại đến Ukraine và phương Tây thông qua việc xoáy vào tính hợp pháp của ông Zelensky khi vẫn tiếp tục nắm quyền. Hai quan chức giấu tên trong văn phòng Tổng thống Ukraine nói rằng các đồng minh phương Tây đã nắm được tình hình và không buộc Kyiv phải tổ chức bầu cử trong tương lai gần để tìm ra người sẽ tiếp tục lãnh đạo Ukraine. Trong nội bộ Ukraine, một số người chỉ trích nói hiến pháp không cho phép ông Zelensky tiếp tục nắm quyền kể cả khi đã áp đặt thiết quân luật. Tuy vậy, một số luật sư am hiểu về hiến pháp Ukraine lại nói rằng ông Zelensky vẫn có thể được phép tiếp tục nắm quyền cho đến khi có một tổng thống mới đắc cử. Một vấn đề khác là quan điểm của người dân. Theo tờ Kyiv Independent, tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky ở Ukraine đã giảm đáng kể so với giai đoạn xung đột với Nga bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm 2022, nhưng mức độ ủng hộ được cho là vẫn cao hơn ngưỡng 50%. Theo các chuyên gia chính trị ở Ukraine, ông Zelensky nhiều khả năng vẫn sẽ nắm quyền mà không gặp cản trở, trừ khi có các cuộc biểu tình quy mô lớn tương tự như cuộc biểu tình năm 2004 và cách mạng Maidan năm 2014. Sergei Nikiforov, phát ngôn viên của ông Zelensky, nói trên tờ Kyiv Independent rằng Tổng thống Zelensky không đưa ra bình luận về những tranh cãi liên quan đến vấn đề này. Ngoại trưởng Sergei Lavrov gần đây nói, hãy đợi đến ngày 21 tháng 5 năm 2024. Có lẽ khi đó chúng tôi sẽ không thể công nhận ông Zelensky là Tổng thống hợp pháp của Ukraine. Theo chuyên gia chính trị Ukraine Volodymyr Fesenko, bằng cách đặt dấu hỏi về tính hợp pháp của ông Zelensky, Nga đang muốn gây chia rẽ giữa một bên là quân đội Ukraine và một bên là chính phủ. Ông Fesenko và một nhà phân tích chính trị khác nói với tờ Kyiv Independent rằng khả năng ông Zelensky tiếp tục cầm quyền sau ngày 20 tháng 5 sẽ bị ảnh hưởng nếu quân đội tiếp tục hứng chịu thất bại lớn trên chiến trường. Ông Fesenko nói, cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine có thể trở nên phức tạp hơn bởi những thông tin bất lợi trên tiền tuyến. Nếu nội bộ Ukraine bất ổn, đây sẽ là thảm họa. Ngày 20 tháng 4, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng tuyên bố của Ba Lan về âm mưu của Nga nhằm vào Tổng thống Ukraine là một tín hiệu đáng cảnh báo.
một người đàn ông Ba Lan đã bị cáo buộc phối hợp cùng với Moscow lên kế hoạch ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, là dấu hiệu cho thấy những nước phương Tây đang ủng hộ Kiev, muốn thanh toán nhà lãnh đạo Ukraine. Hãng thông tấn RT của Nga dẫn lời cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Một âm mưu nhằm vào ông Zelensky ở Ba Lan, điều đó thực sự nghiêm trọng. Ông Medvedev hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga viết trên mạng xã hội hôm 19 tháng 4 nhằm đáp lại những tuyên bố cáo buộc của phương Tây. Đây có thể là bằng chứng đầu tiên cho thấy phương Tây đã quyết định loại bỏ ông Zelensky. Hãy bắt đầu sợ hãi đi. Công dân Ba Lan trong cáo buộc nêu trên đã được Văn phòng Công tố Quốc gia ở Warsaw xác định là Paweł K. Nghi phạm sẽ phải đối mặt với án tù 8 năm nếu bị kết án về tội cố gắng hợp tác với một thế lực nước ngoài đi ngược lại lợi ích quốc gia. Công tố viên trưởng Ukraine cho hay, Paweł K. đồng ý cung cấp thông tin cho Nga về tình hình an ninh sân bay Zsolzaciąka của Ba Lan, cách biên giới với Ukraine khoảng 100 km. Máy bay chở ông Zelensky được cho là thường đáp xuống sân bay này trong các chuyến công du nước ngoài. Sân bay Zsolzaciąka cũng là nơi tập kết hàng hóa, vũ khí viện trợ từ phương Tây cho Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức Ba Lan tuyên bố rằng những lời tuyên bố của nghi phạm này có thể nằm trong số nhiều thứ khác đã giúp Moscow lên kế hoạch tấn công ông Zelensky trong khuôn khổ chuyến thăm Ba Lan. Cơ quan an ninh của Ukraine cũng lặp lại các cáo buộc trong một tuyên bố của riêng họ. Warsaw tuyên bố, Paweł K. đã liên lạc với các công dân Nga có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột Ukraine. Chính quyền Ba Lan trước đó đã nhận được thông báo về mối đe dọa này, có khả năng là từ các cơ quan an ninh Ukraine. Sau vụ việc, ông Zelensky nói với truyền thông phương Tây rằng Nga đã cố gắng ám sát ông trong nhiều năm, trong đó nhiều âm mưu đã bị lực lượng an ninh của ông ngăn chặn. Tuy nhiên, cựu thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân đảm bảo với ông vào tháng 3 năm 2022 rằng Moscow sẽ không bao giờ đưa ra hành động như vậy. Ngày 19 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow không có lý do gì để tiến hành các cuộc tấn công vào các quốc gia châu Âu. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, các nước châu Âu chỉ muốn gây sợ hãi và hăm dọa, không có lý do gì để chúng tôi tấn công họ. Chính họ muốn đưa NATO đến gần biên giới của chúng tôi hơn, và chúng tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra ở Ukraine. Ông Lavrov khẳng định, Nga không có ý định tấn công các quốc gia ở châu Âu, bất chấp nỗ lực của các nhà lãnh đạo phương Tây nhằm lặp lại câu chuyện về mối đe dọa từ Nga trước cuộc bầu cử. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng, phương Tây leo thang các biện pháp trừng phạt chống lại Nga mà không xem xét hệ quả của các biện pháp đó. Ông Lavrov nói, họ leo thang các lệnh trừng phạt này mà không hề cân nhắc đến hậu quả, và hậu quả đã rõ ràng ngay từ đầu, ngay cả trước chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, khi các lệnh trừng phạt liên quan đến Crimea và các lệnh trừng phạt khác có hiệu lực. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nói thêm, chúng tôi đã quyết định không phụ thuộc vào họ trong mọi lĩnh vực mà họ có thể hạn chế sự phát triển của chúng tôi và trong mọi lĩnh vực khác. Theo ông Lavrov, Nga không cảm thấy bị đe dọa khi các nước phương Tây cố gắng làm suy yếu Moscow. Ông Lavrov tuyên bố, điều họ không thể hiểu là nếu chúng tôi bị đặt vào tình huống mà ai đó đang tìm cách đánh bại chúng tôi, và về cơ bản là hủy diệt chúng tôi về mặt chiến lược với tư cách là một nhân tố toàn cầu, chúng tôi sẽ không sợ hãi. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ mới đây đã đưa ra một báo cáo nhận định, một số tín hiệu về quân sự, kinh tế, tài chính cho thấy Nga dường như đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn với NATO. Trước đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cảnh báo Nga đang thúc đẩy chuyển sang nền kinh tế thời chiến để có đủ năng lực cho một cuộc xung đột với NATO vào khoảng đầu năm 2026 hoặc 2027. Hồi tháng 2 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cũng nói rằng thông tin tình báo mới cho thấy Nga có thể tìm cách tấn công một quốc gia NATO trong vòng từ 3 đến 5 năm tới. Những suy đoán này làm dấy lên lo ngại nguy cơ xung đột Ukraine lan rộng ra khắp châu Âu, trở thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Nhiều quan chức phương Tây cũng cố gắng kêu gọi ủng hộ viện trợ bổ sung cho Ukraine bằng cách tuyên bố rằng Nga sẽ không dừng lại nếu Ukraine bị đánh bại trên chiến trường. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ những suy đoán này. Tổng thống Putin phát biểu hồi tháng 3, điều này thật vô nghĩa, những suy đoán rằng chúng tôi sẽ tấn công châu Âu sau Ukraine hoàn toàn vô nghĩa và chỉ nhằm hù dọa người dân để lấy tiền của họ. Theo chủ nhân Điện Kremlin, các nước vệ tinh của Mỹ ở Đông Âu không có lý do gì phải lo sợ.
ông nhấn mạnh, suy đoán Nga sẽ tấn công Ba Lan, Séc hay các nước Baltic chỉ là cách một số quan chức phương Tây tuyên truyền để đánh vào tâm lý người dân, khiến họ chấp nhận chia sẻ gánh nặng viện trợ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 5, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã ra thông cáo cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga chuẩn bị tiến hành diễn tập sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Giới chuyên gia nhận định, động thái này là phản ứng cứng rắn của Moscow với những tuyên bố hiếu chiến của giới chức phương Tây về việc điều quân tới Ukraine. Vậy lời cảnh báo của Nga đằng sau cuộc tập trận nói trên là gì? Xin mời quý vị và khán giả cùng theo dõi. Theo đài Sputnik, Bộ Ngoại giao Nga mô tả các cuộc tập trận tên lửa hạt nhân chiến thuật sắp tới là nỗ lực của Moscow nhằm hạ nhiệt những cái đầu nóng ở các nước phương Tây về việc đe dọa triển khai bộ binh tới Ukraine và thực hiện các bước đi khác có nguy cơ leo thang cuộc chiến ở Ukraine thành một cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và NATO. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, cuộc tập trận phải được xem xét trong bối cảnh những tuyên bố gây hấn gần đây của các quan chức phương Tây và hành động gây bất ổn mạnh mẽ được một số nước NATO thực hiện nhằm gây áp lực với Nga bằng vũ lực và tạo thêm mối đe dọa đối với an ninh của đất nước chúng ta liên quan đến cuộc xung đột trong và xung quanh Ukraine. Nga nhấn mạnh các mối đe dọa này bao gồm cung cấp các hình thức hỗ trợ trực tiếp mới cho Kiev, như việc chuyển giao vũ khí ngày càng tiên tiến, cũng như quyết định của Mỹ xé bỏ các thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Nga nhằm quân sự hóa cả châu Âu và châu Á. Theo Bộ Ngoại giao Nga, cuộc tập trận sẽ giúp NATO nhận ra những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra do những rủi ro chiến lược mà họ tạo ra, đồng thời ngăn chặn họ vừa hỗ trợ chính quyền Kiev trong các hành động tấn công, vừa bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu vũ trang trực tiếp với Nga. Moscow cũng cảnh báo rằng họ sẽ coi bất kỳ máy bay chiến đấu F-16 nào mà NATO dự định chuyển giao cho Ukraine là những máy bay có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân và coi quyết định cung cấp chúng là hành động khiêu khích có chủ ý. Với việc Ba Lan tuyên bố sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ nước này, thông tin về binh sĩ Pháp chiến đấu ở Ukraine và các hành động khiêu khích khác, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, những nỗ lực của khối phương Tây báo hiệu nỗ lực có chủ ý hướng tới sự leo thang hơn nữa của cuộc khủng hoảng Ukraine có thể gây ra cuộc đụng độ quân sự công khai giữa NATO và Nga nhằm gây ra thất bại chiến lược đối với Moscow. Moscow cảnh báo, Kiev và những nước ủng hộ ở phương Tây cuối cùng cũng phải nhận ra rằng những bước đi liều lĩnh của họ đang đưa tình thế đến gần hơn bao giờ hết tới sự tích tụ giới hạn bùng nổ. Cùng ngày đưa ra thông báo tập trận, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Anh tại Nga Nigel Casey để cảnh báo tác động từ những bình luận của Ngoại trưởng Anh David Cameron trong chuyến thăm Kiev vào hôm 2 tháng 5 về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Anh để thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Nga nhấn mạnh rằng những bình luận này báo hiệu việc London thừa nhận vai trò của mình là một bên tham gia trực tiếp gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine và Moscow sẽ phản ứng phù hợp với điều đó. Bộ Ngoại giao Nga cho hay, đại sứ được biết rằng phía Nga coi tuyên bố của Ngoại trưởng Cameron là bằng chứng cho thấy sự leo thang nghiêm trọng và xác nhận sự tham gia ngày càng tăng của London vào các hoạt động quân sự của phía Kiev. Đại sứ Casey cũng được cảnh báo rằng phản ứng đối với các cuộc tấn công của Ukraine sử dụng vũ khí của Anh trên lãnh thổ Nga có thể bao gồm bất kỳ cơ sở và thiết bị quân sự nào của Anh trên lãnh thổ Ukraine và hơn thế nữa. Moscow cũng đã triệu tập riêng đại sứ Pháp tại Nga Pierre Levy bởi nghi vấn liên quan đến những tuyên bố hiếu chiến của giới lãnh đạo Pháp và sự can dự ngày càng tăng của Pháp vào cuộc khủng hoảng Ukraine. Bình luận về hàng loạt tuyên bố của quân đội Nga, Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga về kế hoạch của lực lượng tên lửa Nga tổ chức cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật, ông Rasmussen, trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu nói rằng đây là tín hiệu gửi tới các nhà lãnh đạo phương Tây rằng Nga rất nghiêm túc. Theo ông Rasmussen, nếu các nhà lãnh đạo phương Tây leo thang vấn đề này hơn nữa bằng sự can dự trực tiếp, Nga sẽ trực tiếp đối đầu với họ, họ sẽ tấn công lực lượng phương Tây và có khả năng bảo vệ ý chí của nhà nước Nga. Ông Rasmussen cảnh báo, điều này có thể dẫn tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, khiến tình hình leo thang và cuối cùng dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực. Sau khi Nga thông báo sẽ tập trận dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật để đáp trả đe dọa từ phương Tây, Tổng thống Đức lẫn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ và người phát ngôn Lầu Năm Góc đều đã lên tiếng phản ứng. Trong một bài đăng tải trên mạng xã hội X vào 11 giờ 50 phút tối ngày 6 tháng 5 theo giờ địa phương, Tổng thống Đức Olaf Scholz cho rằng, về cuộc tập trận do Nga công bố, điều quan trọng là phải đảm bảo vũ khí hạt nhân sẽ không được sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine.
Về phía Mỹ, những tin tức về cuộc tập trận hạt nhân sắp tới của phía Nga đã vấp phải sự chỉ trích ở Washington. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố, lời lẽ hùng biện của Nga, lời lẽ hùng biện về hạt nhân của họ là liều lĩnh và vô trách nhiệm trong suốt cuộc xung đột này. Theo Newsweek, khi nói với các phóng viên hôm 6 tháng 5, ông Miller cho rằng việc Nga tổ chức tập trận hạt nhân cho thấy Mỹ không thấy bất kỳ lý do nào để điều chỉnh vị thế hạt nhân của mình. Tuy nhiên, theo ông Miller, không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Không quân Pat Ryder cũng chỉ trích tuyên bố tập trận hạt nhân của phía Nga, gọi đây là một ví dụ kiểu hùng biện vô trách nhiệm đã thấy từ Nga trong quá khứ. Tướng Ryder nhấn mạnh điều đó hoàn toàn không phù hợp với tình hình an ninh hiện tại và cho biết thêm rằng phía Mỹ chưa thấy bất cứ thay đổi nào về tư thế của lực lượng chiến lược Nga. Tuy nhiên, theo tướng Ryder, phía Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi. Sau một thời gian tích cực sản xuất, các nguồn tin cho biết Nga đã bắt đầu sử dụng bom FAB-3000 trên diện rộng. Các nhà phân tích và chuyên gia quân sự tiếp tục đưa ra dự báo về diễn biến tình hình trên mặt trận Ukraine và nhiều người trong số họ bày tỏ lo ngại về những tổn thất bổ sung có thể xảy ra đối với Nga nếu cuộc chiến kéo dài. Đại tá nghỉ hưu và bình luận viên chuyên mục quân sự của tờ Komsomolskaya Pravda, ông Viktor Baranets đã chia sẻ suy nghĩ của mình về tình hình hiện tại trong một cuộc phỏng vấn. Nhà phân tích hướng sự chú ý đến thực tế rằng việc quân đội Nga chiếm giữ Avdiivka là một đòn giáng mạnh vào Ukraine, mở ra cơ hội để tiếp tục tấn công và đạt được những thành tựu thậm chí còn lớn hơn nữa. Tuy nhiên, như vị chuyên gia này lưu ý, thay vào đó quân đội Nga đã dừng lại. Điều này cho phép lực lượng vũ trang Ukraine giành được chỗ đứng và chiếm giữ các vị trí phòng thủ. Ông Baranets nhấn mạnh, người Ukraine không thể tự chôn mình trong lòng đất một lần nữa như Avdiivka và sự chậm trễ này có thể dẫn đến thêm tổn thất cho Nga. Nhưng theo vị đại tá nghỉ hưu, quân đội Nga vẫn còn hy vọng khi bắt đầu sử dụng trên diện rộng loại bom hàng không mạnh mẽ FAB-3000 có thể phá hủy các bãi mìn, thành trì và nhiều vật thể kiên cố khác. FAB-3000 là loại bom cỡ lớn của Liên Xô, nặng khoảng 3 tấn. Nó được phát triển trong Thế chiến thứ 2 và sử dụng rộng rãi trong những năm sau chiến tranh. Bom có sức công phá lớn, dùng để phá hủy các vật thể vững chắc hay khu vực có diện tích rộng lớn. Mặc dù vậy, chuyên gia này thừa nhận khó có khả năng xảy ra sự thay đổi căn bản trên mặt trận trong thời gian tới, nhưng nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục tấn công và gây áp lực lên lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Baranets cho biết, quân đội Nga sẽ tiến qua các khu vực đông dân cư cho đến khi tới được các mục tiêu ở Kramatorsk và Slaviansk. Tuy nhiên, với tốc độ tiến quân như hiện nay, trong trường hợp tốt nhất, điều này chỉ có thể xảy ra vào cuối mùa hè. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây. Điều này có nghĩa là tình hình chiến sự sẽ không còn thuận lợi như vài tháng qua nữa. Theo nhà phân tích, trong thời gian tới, hàng không và pháo binh Nga sẽ tiếp tục tấn công một cách chậm rãi nhưng chắc chắn vào các khu vực kiên cố của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong đó, bom FAB-3000 sẽ đóng vai trò chủ lực. Thưa quý vị và các bạn, những vũ khí tầm xa của Nga mà phương Tây đang coi thường đã khiến cho Ukraine phải chịu thiệt hại nặng nề, đặt Ukraine trong mối đe dọa thường xuyên. Trong những năm gần đây, quân đội Nga được trang bị nhiều loại vũ khí mới và đã chứng tỏ được tính hiệu quả trên chiến trường. Nếu trước đây phương Tây tin rằng loại vũ khí như vậy có thể là điều xa vời, thì giờ đây sau khi Nga sử dụng thành công, phương Tây không còn gì nghi ngờ nữa. Đầu tiên là việc trở lại của lực lượng không quân chiến thuật thuộc lực lượng không quân vũ trụ Nga. Sau 2 năm miệt mài khắc phục những sai lầm, lực lượng không quân chiến thuật của Nga đã quay trở lại chiến trường và đóng góp công lớn trong các trận đánh quan trọng. Một trong những vũ khí mà lực lượng không quân chiến thuật Nga sử dụng là bom cánh lượn có điều khiển, được cải tiến từ bom thường. Bom lượn đường kính nhỏ được trang bị thêm động cơ phản lực giúp bom có tầm bay xa hơn loại bom sử dụng cánh lượn UMPK, cũng là vũ khí đáng chú ý. Loại bom lượn đường kính nhỏ này còn được gọi là UMPB-D30SN, là một loại bom tương tự như bom GLSDB của Mỹ, có thể tấn công chính xác vào các mục tiêu có giá trị cao ở cự ly xa với độ chính xác cao, là vũ khí có thể thay thế tên lửa đạn đạo chiến thuật. Tầm bay tối đa của bom UMPK-D30SN từ 90 đến 120 km. Chúng có thể được phóng đi từ máy bay hoặc từ loại pháo phản lực BM-30 của Nga, khiến cho các cuộc tấn công của Nga trở nên bất ngờ. Ngoài ra, loại bom này rẻ hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander.
Một loại vũ khí tiến công tầm xa khác là máy bay không người lái UAV tự sát Gerald 2. Theo truyền thông phương Tây, loại UAV này nguyên bản là UAV Shahed 136 của Iran, được Nga mua bản quyền và có những cải tiến lớn. Hiện có hai phiên bản UAV Gerald là Gerald 2 chạy bằng động cơ piston và Gerald 3 chạy bằng động cơ phản lực. Ngoài ra, các nhà sản xuất Nga đã tăng trọng lượng đầu đạn của UAV Gerald 2 từ 50kg lên 90kg, đồng thời có những cải tiến quan trọng với bộ não của nó. Giờ đây, bộ não của Gerald 2 và 3 còn được lắp thẻ SIM điện thoại từ nhà mạng Kyivstar của Ukraine để điều khiển chuyến bay, giúp chiếc UAV hiểu được vị trí của mình, xác nhận việc bắn trúng mục tiêu, ghi lại các trường hợp bị lực lượng phòng không Ukraine bắn trúng và truyền thông tin về các khu vực mà tín hiệu GPS đang bị triệt tiêu hoặc bị làm giả. Ngoài ra, UAV tự sát Gerald 2 còn được trang bị thiết bị liên lạc và điều khiển mới cho khả năng chống nhiễu tốt hơn, giúp chúng là vũ khí giá rẻ mà hiệu quả để phá hủy các kho hậu cần, thậm chí là các nhà máy, công xưởng của Ukraine, đồng thời làm tiêu hao nhiều đạn tên lửa phòng không quý giá của Kyiv. Để tiêu diệt các mục tiêu đặc biệt quan trọng như nhà máy nhiệt điện Chepinska, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình phóng từ trên không KH-69, tiếng Nga là X-69 mới nhất. Loại tên lửa này được trang bị các thiết bị dẫn đường và đo lường, do đó chúng có thể bay tới mục tiêu ở độ cao 20m. Với tầm bắn nằm trong khoảng từ 290 đến 400 km, tên lửa KH-69 có tầm bao phủ toàn bộ khu vực miền đông và miền trung Ukraine. Với cấu tạo có thể mang cả đầu đạn chùm và đầu đạn xuyên, giúp loại tên lửa này có thể tiêu diệt hiệu quả nhiều loại mục tiêu. Loại vũ khí tấn công tầm xa nhất của Nga là loại tên lửa hành trình chiến lược KH-101. Ở phiên bản tiến công chiến lược, loại tên lửa này có tầm bắn tới 5.500 km và mang đầu đạn nặng 400 kg. Tuy nhiên, đối với các mục tiêu nằm trên lãnh thổ Ukraine, tầm bắn này rõ ràng là không cần thiết. Sau đó, các nhà sản xuất Nga đã giảm khối lượng thùng nhiên liệu để tăng trọng lượng của đầu đạn. Và loại tên lửa hành trình KH-101 dùng tấn công mục tiêu ở Ukraine có 2 đầu đạn với trọng lượng đạt tới 800 kg. Vào tháng 2 vừa qua, quân đội Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh Zircon trong điều kiện chiến đấu thực tế. Tiếp theo là 3 lần sử dụng vào tháng 3, gây nên những thiệt hại đáng kể cho Ukraine. Do tốc độ tên lửa Zircon cực lớn và tầm bắn lên tới hàng ngàn km, những tên lửa không thể bị phát hiện này là sát thủ lý tưởng đối với các hệ thống phòng không của Ukraine, bao gồm cả những hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ được phương Tây hết lời ca ngợi. Tên lửa Zircon trong lần tiến công vừa qua rất có thể đã được phóng đi từ hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion. Còn loại vũ khí siêu thanh đã được Nga sử dụng để tấn công vào các mục tiêu trước đây là tên lửa siêu vượt âm Kinzhan thì được phóng bởi máy bay MiG-31K. Như vậy, hiện nay, quân đội Nga đã có nhiều loại vũ khí tiến công tầm xa, thể hiện sự đa dạng và phong phú. Nhưng điều quan trọng là Nga có đủ số lượng để có thể tổ chức tiến công với số lượng lớn, thời gian đủ kéo dài để Ukraine không thể chịu đựng được nữa hay không mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, truyền thông phương Tây thời gian gần đây liên tục đưa tin về hoạt động của các hệ thống tác chiến điện tử công suất cao của Nga đã và đang gây ra hàng loạt vấn đề lớn cho các quốc gia ở khu vực Baltic. Minh chứng rõ nhất khi truyền thông của các nước như Litva, Latvia, Estonia đã công bố nhiều bản đồ thể hiện phạm vi và mật độ của các tổ hợp triệt tiêu tín hiệu GPS tại khu vực này. Chi tiết ra sao, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Những tấm bản đồ này thể hiện hoạt động của cái gọi là máy gây nhiễu Baltic đặt tại vùng Kaliningrad. Chúng ta đang nói về hoạt động của tổ hợp tác chiến điện tử Murmansk-BN có khả năng gây nhiễu các tần số khác nhau ở khoảng cách lên tới 5.000 km. Theo báo chí phương Tây, hệ thống tác chiến điện tử này đã hoạt động được vài tháng qua và gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho hoạt động của cả hàng không dân sự lẫn quân sự. Tín hiệu tác chiến điện tử của Nga còn được ghi nhận ở phía tây Saint Petersburg, gần biên giới Estonia. Tín hiệu GPS không ổn định ở khu vực này khiến đường bay giữa Tartu và Helsinki bị đóng cửa. Những căng thẳng gần đây giữa Nga và các quốc gia vùng Baltic liên quan tới cáo buộc gây nhiễu tín hiệu GPS có thể đang leo thang lên cấp độ mới. Các chính trị gia Phần Lan đã cáo buộc Nga tạo ra sự can thiệp GPS đối với các nước vùng Baltic. Helsinki tin rằng điều này đe dọa đến sự an toàn của các chuyến bay từ thủ đô nước này tới Tartu, Estonia. Do tình hình hiện tại, Finnair đã phải hủy nhiều chuyến bay tương ứng.
để đáp lại những hành động bị nhận xét là do Nga thực hiện. Một trong những chính trị gia Phần Lan, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và ứng cử viên vào Nghị viện châu Âu của Đảng Liên minh Quốc gia, ông Miki Antola đã đề xuất thực hiện biện pháp đáp trả quyết liệt. Ông Antola viết trên mạng xã hội cho rằng, nếu Nga can thiệp vào các chuyến bay, tại sao không cấm hoặc thắt chặt quyền tiếp cận của người Nga vào vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad? Ngoài ra, Phần Lan không phải là quốc gia đầu tiên muốn hạn chế quyền tiếp cận Kaliningrad của Nga. Trước đó, cựu lãnh đạo Bộ Ngoại giao Litva, ông Linas Linkevicius đã đưa ra đề xuất tương tự, chỉ ra sự cần thiết phải vô hiệu hóa thành phố nói trên của Nga. Đáp lại, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã lưu ý rằng Kaliningrad là một phần của Liên bang Nga trên bờ biển Baltic và sẽ luôn như vậy, cho nên mọi ý định nhằm phong tỏa sẽ được xem là hành động gây hấn. Đây không phải là lần đầu mà những hệ thống tác chiến điện tử của Nga lại trở thành chủ đề bàn luận trên các trang mạng phương Tây khi cho thấy năng lực đáng sợ của chúng ngoài thực địa. Hồi tháng 3, truyền thông phương Tây đã có màn thảo luận sôi nổi về chuyến bay diễn ra liên quan tới chiếc phi cơ Dassault 900LX của Không quân Anh gần vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga. Trên chiếc máy bay thương mại khi đó có Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp và một số nhà báo của nhiều cơ quan truyền thông khác nhau, bao gồm cả ấn phẩm The Times. Khi đó, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh đang có chuyến thăm một ngày tới Ba Lan, nơi tại thành phố Ozis, miền đông bắc đất nước, ông đã gặp người đồng cấp Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz tại một thao trường quân sự. Ở đó, quân đội Ba Lan và Anh đang tham gia một trong những cuộc diễn tập lớn nhất của NATO kể từ chiến tranh lạnh, Steadfast Defender 24. Trong quá trình di chuyển, máy bay đã bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga tấn công hai lần. The Times là tờ báo đầu tiên đưa tin về chuyện gì đã xảy ra. London cáo buộc hành động của Liên bang Nga mang đến rủi ro lớn cho người khác và có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Grant Sharp sau đó cũng phát biểu tại cuộc họp về nguy cơ đối với đất nước của ông cũng như châu Âu, đồng thời kêu gọi London tăng chi tiêu quốc phòng từ 2,27% GDP hiện tại lên 3% trước mối đe dọa từ Nga. Tờ The Times trích dẫn lời ông Sharp. Các hệ thống tác chiến điện tử của Nga gây nguy hiểm cho máy bay dân sự và có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Không có lời biện minh nào cho điều này và nó cực kỳ đáng lên án. Bên cạnh đó, tờ Guardian gần đây đưa tin rằng đại diện của Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã xác nhận các cuộc tấn công của hệ thống tác chiến điện tử của Nga nhằm vào một vận tải cơ dùng để chở quân nhân và các nhà ngoại giao của nước này. Theo ông Sunak, chiếc máy bay đã bị ảnh hưởng bởi tác chiến điện tử cả trên đường tới Ba Lan và trong chuyến bay trở về. Các phi công mất quyền truy cập vào hệ thống GPS trong 30 phút và Wi-Fi ngừng hoạt động trên máy bay. Nhưng rất may là không có mối đe dọa nào đối với sự an toàn của máy bay vì các phi công đã sử dụng phương tiện xác định vị trí thay thế khi nhận thấy bị tấn công điện tử. Theo các nhà báo Mỹ, Liên bang Nga có các hệ thống tác chiến điện tử di động Krasukha 2 và Krasukha 4, không chỉ có khả năng gây nhiễu tín hiệu GPS mà còn phát đi các thông tin sai lệch. Đáng ngại nhất là các hệ thống tác chiến điện tử Nga có thể cung cấp thông tin thay thế tín hiệu vệ tinh khiến máy bay đi chệch hướng, kể cả phi cơ chính phủ. Ngoài ra, Krasukha 4 còn tấn công cả vệ tinh do thám, radar mặt đất hay hệ thống cảnh báo sớm trên tàu. Những biện pháp đối phó như sử dụng hệ thống tác chiến điện tử là một phần trong chiến lược thể hiện sức mạnh và khả năng đáp trả, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến tranh thông tin và công nghệ trong các cuộc xung đột hiện đại. Tập đoàn quốc phòng đình đám nhất của Nga Rostec vừa công bố năng lực sản xuất vũ khí cho tiền tuyến tăng gấp nhiều lần trong thời gian qua. Người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rostec Sergei Chemezov cho biết Moscow đang sản xuất hoặc tân trang số xe tăng nhiều hơn 350% so với năm 2022. Ngoài ra, ông Chemezov cũng cho hay hoạt động sản xuất vũ khí và đạn dược ở Nga đã tăng gấp nhiều lần kể từ khi nổ ra xung đột giữa Moscow và Kiev vào năm 2022. Ông Chemezov nói với Thủ tướng Nga Mikhail Mishutin trong cuộc họp hôm 3 tháng 5 rằng khoảng 80% vũ khí mà quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột đều do Rostec cung cấp. Tập đoàn được thành lập vào năm 2007 theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, có sự tham gia của hơn 800 tổ chức nghiên cứu và sản xuất trong lĩnh vực quốc phòng của Nga. Giám đốc Rostec cho biết, so với năm 2022, việc sản xuất và tân trang xe tăng tại các nhà máy của chúng tôi đã tăng gấp 3,5 lần và xe bọc thép hạng nhẹ tăng gấp 3 lần. Sản lượng pháo tự hành đã tăng gấp 10 lần, trong khi số lượng pháo xe kéo được sản xuất gấp 14 lần và sản lượng hệ thống hỏa lực phóng loạt MLRS đã tăng gấp đôi. Sản lượng đạn cho xe tăng và xe chiến đấu bộ binh tăng 900%.
đạn pháo tăng 600% và đạn cho hệ thống hỏa lực phóng loạt tăng 800%. Ông Chemezov cho biết, số lượng rocket không dẫn đường dành cho hệ thống súng phun lửa hạng nặng đang được sản xuất nhiều gấp 3 lần. Theo người đứng đầu Rostec, các thiết bị mới cũng đã được đưa tới chiến sự thử lửa, ví dụ như hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-2 có khả năng khai hỏa bằng đầu đạn nhiệt áp và được sử dụng rộng rãi trong tác chiến. Các hệ thống giải mìn từ xa Zemledelye cũng đang được sản xuất, cũng như đạn dẫn đường Krasnopol, UAV Kup và tên lửa dẫn đường cho máy bay không người lái. Ông cho biết, Rostec cũng đang hợp tác với Tổng công ty tên lửa chiến thuật để trang bị bom hàng không tiêu chuẩn với các mô đun lượn và hệ thống dẫn đường. Thưa quý vị, tác chiến điện tử đã trở thành một đặc điểm nổi bật trên chiến trường Ukraine, được coi là một phương pháp chi phí thấp và hiệu quả để hai bên gây nhiễu các vũ khí dẫn đường bằng GPS như tên lửa và các hệ thống điều khiển bằng tín hiệu, trong đó có máy bay không người lái UAV. Mức độ hiệu quả cao của các hệ thống tác chiến điện tử do Nga chế tạo đã gây ra sự thất bại không chỉ đối với loại đạn pháo dẫn đường Excalibur được quảng cáo rầm rộ của Mỹ, mà còn cả tên lửa GMLRS và bom hàng không JDAM có bộ dẫn đường GPS được giới thiệu là mạnh không kém. Và mới đây nhất, quan chức Lầu Năm Góc tiết lộ một vũ khí dẫn đường chính xác khác của Mỹ dường như đã bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga đánh bại. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ William LaPlante cho biết phiên bản mới của vũ khí chính xác của Mỹ đã không thể tấn công các mục tiêu của Nga, một phần là do hệ thống tác chiến điện tử của Moscow. Ông LaPlante nhận định với những người tham gia hội thảo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế rằng vũ khí phóng từ mặt đất, một phiên bản của hệ thống không đối đất, đã được phát triển nhanh chóng và được triển khai ở Ukraine sau các cuộc thử nghiệm an toàn tương đối hạn chế và hầu như không thử nghiệm vận hành. Theo ông LaPlante, khi vũ khí này đến Ukraine, nó không hoạt động vì nhiều lý do. Ông giải thích, những lý do này bao gồm việc gây nhiễu điện tử và các vấn đề phức tạp khi phóng vũ khí từ mặt đất. Ông cũng ám chỉ việc Ukraine không mấy hứng thú với phiên bản thử nghiệm này và nhận định, khi bạn cung cấp một thứ gì đó cho những người đang đấu tranh để sống sót nhưng nó lại không hiệu quả, họ sẽ thử 3 lần rồi vứt sang một bên. Trong khi ông LaPlante không xác nhận đó là vũ khí gì, thì các chuyên gia nhận định với Defense One rằng họ nghi ngờ vũ khí này là bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất mà Ukraine dường như đã bắt đầu sử dụng vào tháng 2 năm nay. Nguồn tài trợ cho biết phiên bản mặt đất của loại đạn không đối không này đã được phê duyệt vào tháng 2 năm ngoái. Theo báo cáo, loại bom này có tầm bắn lên tới 145 km, lý tưởng để nhắm vào các trung tâm hậu cần của Nga nằm gần tiền tuyến và dựa vào GPS cũng như hệ thống nội bộ để khóa mục tiêu. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu đó có phải sự thật hay không. Nếu loại vũ khí này thất bại, nó sẽ không phải là vũ khí dẫn đường chính xác đầu tiên của Mỹ bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga đánh bại. Hệ thống tên lửa phóng loạt dẫn đường, một vũ khí có giá trị với Ukraine, có thể được bắn từ pháo phản lực HIMARS và bom tấn công trực diện phối hợp JDAM đều được cho là liên tục thất bại do các thiết bị gây nhiễu của Nga. Các quan chức quốc phòng Mỹ đã lưu ý những vấn đề này và cho biết Washington cùng Kiev đang nghiên cứu các biện pháp đối phó. Vào tháng 12 năm ngoái, Trung tướng Antonio Aguto nhận định các hệ thống tác chiến điện tử nhắm vào một số phương tiện chính xác nhất của chúng ta là một thách thức. Tướng Aguto thừa nhận, thời điểm nổ ra cuộc chiến ở Ukraine, những loại đạn dẫn đường như Excalibur được giới thiệu như một loại vũ khí thay đổi cuộc chơi sẽ giúp lực lượng vũ trang Ukraine đánh bại quân đội Nga. Nhưng giờ đây hiệu quả của các hệ thống tác chiến điện tử Nga trước vũ khí chính xác của Mỹ đã trở thành một vấn đề lớn đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Tháng 3 năm 2024, Daniel Pat, học giả cấp cao tại Viện Hudson đánh giá với Quốc hội Mỹ rằng đạn pháo dẫn đường bằng GPS Excalibur có tỷ lệ bắn trúng mục tiêu là 70% khi được sử dụng lần đầu ở Ukraine. Nhưng sau 6 tuần, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 6% khi Nga điều chỉnh các hệ thống tác chiến điện tử để đối phó với nó. Chuyên gia này cho biết, hiệu quả cao nhất của hệ thống vũ khí mới chỉ duy trì được khoảng 2 tuần trước khi các biện pháp đối phó xuất hiện. Ngoài ra, nhiều sĩ quan cấp cao của quân đội Mỹ phàn nàn rằng, cách đây một thời gian, hệ thống tác chiến điện tử Nga đã ngăn cản vũ khí chính xác do các nhà sản xuất nước này bắn trúng mục tiêu. Cụ thể, đó là một quả bom lượn đã được sửa đổi. Nga được đánh giá là đã học cách thích ứng rất nhanh và đưa ra những thay đổi kịp thời trên các thiết bị tác chiến điện tử của mình, từ đó mang lại hiệu quả trên chiến trường như hiện nay. Trong nỗ lực nhằm thêm một sự lựa chọn mới để tấn công mục tiêu nằm sâu trong phòng tuyến của Nga và củng cố kho vũ khí có hạn của Kiev, Washington tuần trước xác nhận đã chuyển giao cho Ukraine
loạt tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS phiên bản mới nhất. Chuyên gia quân sự, cựu sĩ quan tình báo Mỹ, ông Scott Ritter đã bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này. Ông cho rằng các hệ thống tác chiến điện tử của Nga sẽ dễ dàng đối phó với những tên lửa của Mỹ, tương tự như cách chúng vô hiệu hóa những loại vũ khí khác trong cuộc xung đột. Nhà phân tích lập luận rằng, điều tương tự sẽ xảy ra với tên lửa ATACMS cũng như máy bay chiến đấu F-16 nếu chúng được các đồng minh phương Tây chuyển giao cho Ukraine. Tuyên bố của ông Ritter đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về hiệu quả thực sự của việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine và mức độ mà họ có thể thay đổi cục diện của cuộc xung đột. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ kêu gọi các nhà phân tích quân sự phương Tây suy nghĩ lại quan điểm của họ về ưu thế của các đồng minh Kiev, điều mà ông tin rằng chỉ là không có thực. Ý kiến của ông Ritter được xác nhận trên các ấn phẩm truyền thông phương Tây. Ví dụ, tờ báo Mỹ The New York Times đã viết về lực lượng vũ trang Nga chấn áp thành công máy bay không người lái của Ukraine bằng hệ thống tác chiến điện tử. Không nằm ngoài dự đoán, tờ TASS hôm 30 tháng 4 đã trích dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi 10 máy bay không người lái của Ukraine. 6 tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ cung cấp và 2 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất. Điều này cho thấy các hệ thống tác chiến điện tử của Nga là một yếu tố quan trọng mà tất cả các bên tham gia cuộc xung đột sẽ phải tính đến. Trước đó, ông Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào We Are Together with Russia, chúng tôi ở bên nước Nga cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công Crimea bằng tên lửa ATACMS trong đêm. Ông Sergei Aksionov sau đó xác nhận các tên lửa ATACMS của Ukraine đã bị Nga bắn hạ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức thế giới mới nhất. Thưa quý vị, 12 giờ trưa ngày 7 tháng 5 theo giờ Moscow, tại Đại cung điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đọc lời tuyên thệ nhậm chức, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ 5. Nhiệm kỳ tới của ông Putin sẽ kéo dài 6 năm. Lễ chính thức nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga của ông Putin được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Russia. Trình tự, thủ tục lễ nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga đã được chính quyền nước này thiết kế. Từ khi ông Boris Yeltsin đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 1996, và kể từ đó tới nay, thủ tục này vẫn giữ nguyên những yếu tố cơ bản, chỉ có một số thay đổi không đáng kể. Theo hãng thông tấn TASS, tại lễ tuyên thệ, Tổng thống Putin đặt tay phải lên cuốn Hiến pháp Liên bang Nga và đọc lời tuyên thệ dài 33 từ. Khi thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là Tổng thống Liên bang Nga, tôi cam kết tôn trọng và bảo vệ các quyền và tự do của mọi công dân, tuân thủ và bảo vệ Hiến pháp Liên bang Nga, bảo vệ chủ quyền, độc lập, an ninh, toàn vẹn của nhà nước và trung thành phục vụ nhân dân. Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thống Putin đảm bảo lợi ích an ninh của người dân Nga sẽ là trên hết đối với ông. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh, chúng ta sẽ tự mình và chỉ mình chúng ta quyết định số phận của nước Nga vì lợi ích của các thế hệ hôm nay và tương lai. Ca ngợi các cá nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Tổng thống Putin cũng cam kết an ninh và lợi ích quốc gia của Nga sẽ là ưu tiên hàng đầu. Đề cập đến quan hệ đối ngoại, Tổng thống Nga khẳng định Nga không từ chối đối thoại với các nước phương Tây, quyền lựa chọn là của họ. Ông Putin nêu rõ, chúng ta có thể đàm phán về các vấn đề an ninh, ổn định chiến lược, nhưng phải dựa trên mối quan hệ bình đẳng. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng hệ thống nhà nước của Nga phải linh hoạt và cho phép tiến lên phía trước. Cần phải đảm bảo sự liên tục đáng tin cậy cho sự phát triển của đất nước trong nhiều thập kỷ tới là yêu cầu tiên quyết trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Nhà lãnh đạo cam kết sẽ dẫn dắt nước Nga đi qua giai đoạn đầy khó khăn để trở nên mạnh mẽ hơn. Tổng thống Putin phát biểu, tôi tin tưởng chúng ta sẽ vượt qua toàn bộ giai đoạn quan trọng, khó khăn này một cách đàng hoàng, trở nên mạnh mẽ hơn nữa và chắc chắn sẽ thực hiện các kế hoạch dài hạn cũng như các dự án quy mô lớn nhằm đạt được các mục tiêu phát triển. Lễ nhậm chức của Tổng thống Putin diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng ngàn khách, bao gồm các thành viên của các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp của Liên bang Nga, cùng đại sứ nước ngoài, doanh nhân, quân đội, nhà khoa học, nhân vật văn hóa, vận động viên và nhà báo. Theo hãng tin Reuters, quan chức ngoại giao của 7 nước Liên minh châu Âu-EU, trong đó có Pháp, tham gia vào sự kiện lớn này. Hiến pháp Nga quy định chính phủ cũ phải từ chức sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử. Thời hạn để thành lập chính phủ mới là 1 tháng. Trước đó vào ngày 6 tháng 5, Tổng thống Putin đã tổ chức cuộc họp cuối cùng với nội các sắp mãn nhiệm, bày tỏ lòng biết ơn về công việc của họ trong những năm qua. Trước khi lễ nhậm chức diễn ra, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết,
Buổi lễ được tổ chức theo đúng nghi thức nhưng với những sắc thái nhất định. Tuy nhiên, ông Peskov không thông tin chi tiết về những sắc thái nhất định là như thế nào. Theo hãng tin TASS, ông Putin đã tuyên thệ nhậm chức 4 lần. Lần đầu tiên vào năm 2000, ông Putin khi đó mới 47 tuổi và nhận được 52,94% phiếu ủng hộ. Sau đó là vào các năm 2004 với 71,31% phiếu, năm 2012 với 63,6% và 2018 với 76,7%. Trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm 2024, ông Putin hiện 71 tuổi nhận được tỷ lệ ủng hộ cao kỷ lục là 87,28%. Theo luật pháp Nga, cũng từ thời điểm này, chính phủ 6 năm qua mãn nhiệm, nhường đường cho nội các mới hoạt động trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 5 của ông Putin. Trong hơn 2 thập kỷ nắm quyền, ông Putin được ví như siêu anh hùng, tạo được dấu ấn mạnh mẽ trên chính trường thế giới và được nhiều người Nga tin yêu. Bất chấp nhiều thách thức mà nước Nga đang đối mặt cả về chính trị lẫn kinh tế, đại bộ phận người Nga vẫn tin tưởng và ủng hộ ông Putin trong vai trò tổng thống. Đó cũng chính là lý do ông Putin đã tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống Nga lần thứ 5 với số phiếu áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống kết thúc hôm 17 tháng 3. Trong thông điệp liên bang lần thứ 19, trình bày trước Quốc hội Liên bang Nga hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định nước Nga đang bảo vệ chủ quyền và vai trò quyết định trong cuộc đấu tranh chính nghĩa này thuộc về sự đoàn kết và lòng trung thành của mỗi người dân đối với Tổ quốc. Tổng thống Putin lưu ý, việc bảo vệ và củng cố chủ quyền đang diễn ra trên mọi hướng, đồng thời khẳng định toàn bộ nền kinh tế Nga đã thể hiện sự linh hoạt và vững chắc. Vẫn tinh thần ấy, trong bài phát biểu tại Moscow sáng ngày 18 tháng 3, sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố với chiến thắng áp đảo, Tổng thống Putin đã bày tỏ lòng biết ơn trước sự ủng hộ và tin tưởng của tất cả công dân Nga. Ông đồng thời nhấn mạnh đến những ưu tiên trong nhiệm kỳ mới, gồm các nhiệm vụ chính cho sự phát triển đất nước đã được ông nêu trong thông điệp liên bang. Ông hy vọng về một nước Nga hùng mạnh, độc lập, có chủ quyền và kết quả bầu cử sẽ cho phép ông cùng người dân Nga đạt tất cả những mục tiêu đó. Quan trọng hơn, người đứng đầu nước Nga khi đề cập đến những ưu tiên trong nhiệm kỳ mới đã cho rằng trước hết Nga cần hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, tăng cường khả năng phòng thủ và củng cố lực lượng vũ trang Nga. Ông từng chia sẻ, tất cả các mục tiêu chính cho sự phát triển của đất nước đã được vạch rõ trong bản thông điệp liên bang và có được sự tin tưởng của người dân Nga. Mục tiêu của chúng tôi là nỗ lực hết sức để hoàn thành mọi nhiệm vụ, cũng như đạt được mọi mục tiêu đã đề ra. Tôi hy vọng rằng kết quả bầu cử sẽ cho phép chúng tôi cùng người dân Nga đạt được tất cả các mục tiêu này. Tuy nhiên, nhiệm kỳ mới của ông Putin cũng đặt ra nhiều thách thức với nhà lãnh đạo kỳ cựu. Theo tờ Nezavisimaya Gazeta, nhiệm kỳ tiếp theo của Tổng thống Putin sẽ tập trung vào việc tìm kiếm một mô hình phát triển mới. Reuters hôm 25 tháng 4 đưa tin hình ảnh vệ tinh thu được từ Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh Rusi cho biết một tàu chở hàng của Nga đã bị Mỹ trừng phạt trước cáo buộc vận chuyển vũ khí từ Triều Tiên được phát hiện neo đậu ở Trung Quốc. Viện này cho hay con tàu đã thực hiện ít nhất 11 chuyến giao hàng giữa cảng Rajin của Triều Tiên và các cảng của Nga từ tháng 8 năm 2023. Bình luận về thông tin trên, hôm 2 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định những cáo buộc nhằm vào Moscow và Bình Nhưỡng về hợp tác quân sự là vô căn cứ và không có cơ sở. Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, nước này đang xây dựng các mối quan hệ với Triều Tiên dựa trên cơ sở lợi ích chung. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, sự hợp tác này không nhằm mục đích chống lại các nước thứ ba và không đe dọa đến an ninh trong khu vực và thế giới nói chung. Nga với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ngày càng chú ý đến các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, cũng như việc thực thi các quyết định của Hội đồng Bảo an để giảm mức độ đe dọa. Cố vấn truyền thông an ninh quốc gia Mỹ John Kirby ngày 2 tháng 5 cho biết, Nga đã chuyển hơn 165.000 thùng dầu tinh chế cho Triều Tiên chỉ trong tháng 3. Ông Kirby khẳng định, với vị trí gần các cảng thương mại của Nga và Triều Tiên, Nga có thể duy trì các chuyến hàng này vô thời hạn. Theo lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, Triều Tiên bị cấm nhập khẩu hơn 500.000 thùng dầu tinh chế mỗi năm. Ông Kirby nhấn mạnh, Washington sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán vũ khí và dầu mỏ giữa Triều Tiên và Nga. Vị quan chức của Mỹ tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tất cả các hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển vũ khí và dầu tinh chế giữa Nga và Triều Tiên. Bình luận về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Washington đang làm việc với các đối tác, bao gồm Hàn Quốc,
Anh, Australia, Liên minh châu Âu, New Zealand và Nhật Bản để công bố các lệnh trừng phạt phối hợp mới trong tháng này. Vào tháng 9 năm ngoái, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Vladivostok trong chuyến thăm tới vùng Viễn Đông của Nga. Hai bên đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác và trao đổi quân sự song phương. Được biết, phương Tây cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Đổi lại, Nga cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng. Hiện Triều Tiên đang chịu lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, bao gồm lệnh cấm vận vũ khí vì phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nga và Triều Tiên tuyên bố, mặc dù hai nước có quan hệ tốt, nhưng sự hợp tác của họ không vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, trái với tuyên bố của phương Tây. Nhóm này không phải là một khối và cũng không phải là một liên minh. Thay vào đó, theo Foreign Policy, đó dường như là một nhóm các quốc gia bất bình với trật tự đơn cực của phương Tây lập ra sau chiến tranh lạnh. Họ dường như muốn thể hiện tiếng nói, vị thế của họ trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Khi bốn quốc gia này hợp tác, họ tạo ra tác động lớn hơn nhiều so với tổng nỗ lực riêng rẽ của từng quốc gia cộng lại. Khi hợp tác cùng nhau, họ tăng cường khả năng quân sự của nhau, làm giảm hiệu quả của các công cụ chính sách đối ngoại của Mỹ, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt. Mục đích chung của họ là tạo ra một giải pháp thay thế cho trật tự hiện tại do Mỹ lãnh đạo. Sự hợp tác giữa Trung Quốc và Nga không phải là điều mới. Trung Quốc và Nga đã nâng cao quan hệ đối tác kể từ sau chiến tranh lạnh. Xu thế này gia tăng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và bị phương Tây nỗ lực buông màn sắt cô lập. Tỷ trọng thương mại của Trung Quốc với Nga đã tăng gấp đôi, từ 10 lên 20% trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2021. Và từ năm 2018 đến 2022, Nga đã cung cấp tổng cộng 83% lượng vũ khí nhập khẩu của Trung Quốc. Công nghệ của Nga đã giúp quân đội Trung Quốc tăng cường khả năng phòng không, chống hạm và tàu ngầm. Bắc Kinh và Moscow cũng bày tỏ những tầm nhìn chung. Đầu năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký một tuyên ngôn chung cam kết mối quan hệ đối tác không giới hạn giữa hai nước và kêu gọi quan hệ quốc tế kiểu mới. Nói cách khác, họ muốn tạo ra một hệ thống đa cực trên toàn cầu. Iran cũng tăng cường hợp tác với các quốc gia đối thủ của phương Tây trong nhiều năm qua. Tehran cùng Nga đã hợp tác để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến năm 2011. Trung Quốc, nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, tăng cường nhập khẩu dầu từ Nga và Iran trong những năm qua. Và điều này đã góp phần giúp Tehran và Moscow vượt qua lệnh trừng phạt của phương Tây. Triều Tiên đã xem Trung Quốc là đồng minh và là đối tác thương mại chính trong hàng thập niên. Bình Nhưỡng trong thời gian qua đã tăng cường quan hệ và hợp tác với Nga. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chiến sự Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022 dường như là chất xúc tác khiến hoạt động hợp tác giữa bốn quốc gia nói trên càng mạnh mẽ hơn. Moscow là một trong những nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Tehran trong hai thập niên qua. Nga cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của nước này. Xuất khẩu của Nga sang Iran đã tăng 27% trong vòng 10 tháng đầu năm 2022. Năm ngoái, Nga đã thay thế Ả Rập Xê Út trở thành nguồn cung cấp dầu thô lớn nhất của Trung Quốc và thương mại giữa hai nước đạt 240 tỷ đô la Mỹ, một mức cao kỷ lục. Cuối tháng 3 năm nay, Nga cho rằng các cường quốc cần cách tiếp cận mới với vấn đề Triều Tiên và nên từ bỏ việc gây áp lực bằng cách bóp nghẹt Bình Nhưỡng. Nga cũng phủ quyết gia hạn một nhóm chuyên gia giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên liên quan đến các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Việc các quốc gia tăng cường hợp tác được thúc đẩy bởi quan điểm không muốn tuân thủ theo trật tự thế giới mà phương Tây đã tạo ra. Cả bốn quốc gia này đều coi Mỹ và đồng minh là trở ngại chính trong việc thiết lập các phạm vi ảnh hưởng của họ và họ muốn giảm sự hiện diện của Washington tại các khu vực đó. Họ phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của họ, phản đối việc mở rộng liên minh của Mỹ dẫn đầu, phản đối việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở nước ngoài và sử dụng các biện pháp trừng phạt. Dĩ nhiên, các quốc gia này cũng có những bất đồng quan điểm và cạnh tranh về tầm ảnh hưởng lẫn nhau ở một số khu vực chồng lấn. Ví dụ, Nga và Trung Quốc cạnh tranh tầm ảnh hưởng ở Trung Á. Iran và Nga cũng là đối thủ cạnh tranh để cung cấp dầu cho các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ và châu Á. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa họ không làm lu mờ đi một quyết tâm chung nhằm thách thức trật tự quốc tế mà phương Tây đã kiểm soát trong suốt những năm qua.
Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết ông sẵn sàng ở tù hơn là tuân thủ lệnh cấm phát ngôn của tòa án trong quá trình xét xử cáo buộc ông chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm. Thành thật mà nói, hiến pháp của chúng ta quan trọng hơn nhiều so với chuyện ở tù. Một ngày nào đó, tôi sẵn sàng hy sinh về điều này. Tờ Politico dẫn phát biểu của ông Trump hôm 7 tháng 5 khi đề cập đến quyền tự do phát ngôn theo quy định của hiến pháp Mỹ. Bình luận được đưa ra sau khi thẩm phán New York John Merchant, người xét xử vụ ông Trump bị cáo buộc chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Daniel Storm, đã tuyên phạt ông Trump vi phạm lệnh cấm phát ngôn lần thứ 10. Tòa án yêu cầu ông Trump không công khai chỉ trích các bồi thẩm đoàn và nhân chứng của phiên tòa. Mỗi lần vi phạm, ông sẽ bị phạt $1,000. Tuy nhiên, ông Trump ngay lập tức đã nhân phán quyết này để chỉ trích hệ thống xét xử và tư pháp hình sự, hệ thống mà ông khẳng định là không công bằng và thiên vị đối với ông. Với lập luận đó, ông Trump nhằm xây dựng sự ủng hộ của các cử tri và các nhà tài trợ. Trong email gây quỹ gửi những người ủng hộ, ông Trump viết, "Thẩm phán theo chủ nghĩa tự do ở New York vừa đe dọa bỏ tù tôi, họ muốn tôi bị còng tay." Email khuyến khích những người ủng hộ sát cánh cùng ông Trump. Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự, nhưng ông đều bác bỏ và cho rằng các vụ án này mang động cơ chính trị. Trước đó, một thẩm phán ở Mỹ đã phạt tiền cựu Tổng thống Donald Trump vì tội khinh thường tòa án và cảnh cáo sẽ phạt tù ông nếu tiếp tục vi phạm lệnh của tòa cấm phát ngôn một số điều. Hãng Reuters đưa tin, ngày 6 tháng 5, thẩm phán New York John Merchant, người xét xử vụ ông Trump bị cáo buộc chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Daniel Storm, đã tuyên phạt ông Trump vi phạm lệnh cấm phát ngôn lần thứ 10. Thẩm phán Merchant cảnh báo, tôi không muốn áp đặt hình phạt bỏ tù và đã làm mọi thứ có thể để tránh làm điều đó. Nhưng tôi sẽ làm nếu cần thiết. Tòa án yêu cầu ông Trump không công khai chỉ trích các bồi thẩm đoàn và nhân chứng của phiên tòa. Mỗi lần vi phạm, ông sẽ bị phạt $1,000. Trước đó, ông Trump đã bị phạt 9 lần. Khoản tiền này tương đối nhỏ so với hơn $266 triệu tiền bảo lãnh khi ông Trump kháng cáo các bản án dân sự trong hai vụ án khác. Trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4, ông Trump đã đăng tải một loạt nội dung lên mạng xã hội, trong đó có bài chỉ trích cựu luật sư Michael Cohen là một kẻ nói dối như cuội. Ông Cohen được cho là sẽ trở thành nhân chứng quan trọng trong vụ xét xử ông Trump. Hôm 30 tháng 4, thẩm phán cũng yêu cầu ông Trump xóa các phát biểu khỏi tài khoản Truth Social và trang web tranh cử của ông. Đáp lại yêu cầu từ tòa án, ông Trump cáo buộc thẩm phán Merchant đang tước đi quyền tự do ngôn luận của ông. Todd Blanch, luật sư của ông Trump lập luận rằng những phát biểu của cựu tổng thống là phản ứng trước các hành động tấn công chính trị. Tuy nhiên, thẩm phán Merchant nhấn mạnh ông Blanch không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các nhân chứng được cho là đã tấn công ông Trump trước khi ông xúc phạm họ. Ông Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024, bị cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản thanh toán $130,000 nhằm mua sự im lặng của ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels về việc hai người đã quan hệ tình dục vào năm 2006. Ông Trump đã bác bỏ những cáo buộc này. Theo New York Times, mật vụ Mỹ đang xem xét các phương án trong trường hợp cựu Tổng thống Donald Trump phải chịu án tù. Các nguồn tin nói với New York Times rằng cơ quan mật vụ Mỹ, cơ quan được giao nhiệm vụ bảo vệ các cựu Tổng thống Mỹ, đang xem xét cách xử lý nếu ông Donald Trump phải ngồi sau song sắt. Cựu Tổng thống có nguy cơ bị phạt tù thời gian ngắn vì hành vi coi thường tòa án. Hôm 23 tháng 4, thẩm phán John Merchant đã từ chối phán quyết về việc ông Trump có coi thường tòa án trong phiên xử gần đây hay không. Phiên xử diễn ra liên quan đến cáo buộc ông Trump làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền bịt miệng cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Hiện chưa rõ khi nào ông Merchant sẽ công bố phán quyết. New York Times nhấn mạnh rằng thẩm phán có khả năng đưa ra cảnh cáo hoặc phạt tiền trước khi thực hiện bước cực đoan là bỏ tù ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa một tháng tại phòng giam trong tòa án. Các công tố viên cho rằng ông Trump đã tấn công các nhân chứng và những người khác có liên quan đến vụ án của ông ít nhất 10 lần trên mạng xã hội trong tháng này và hiện đang yêu cầu phạt tiền đối với ứng cử viên 77 tuổi. Tuy nhiên, các quan chức của Sở Mật vụ Mỹ và các cơ quan thực thi pháp luật khác đã tổ chức một cuộc họp vào tuần trước, tập trung vào cách di chuyển và bảo vệ ông Trump nếu thẩm phán ra lệnh đưa ông vào phòng giam. Theo hàng chục quan chức cấp cao khác nhau, những người đã nói chuyện với New York Times, vấn đề làm thế nào để giam giữ cựu Tổng thống Donald Trump một cách an toàn nếu bồi thẩm đoàn tuyên bố ông có tội và ông bị đưa đến một nhà tù thực sự vẫn chưa được giải quyết trực tiếp. Bài viết nhấn mạnh,
Nếu điều đó xảy ra sẽ trở thành một thách thức khó khăn và cơn ác mộng hậu cần đối với tất cả các cơ quan liên quan. Hiện ông Trump, cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải ra tòa, có thể phải đối mặt với án tù lên tới 136 năm do 4 vụ án hình sự chống lại ông. Theo các quan chức, nếu ông Trump thực sự phải vào tù, ông sẽ phải bị giam tách biệt với các tù nhân khác, với tất cả đồ ăn và các vật dụng cá nhân đều được kiểm tra kỹ càng. Để làm được điều này, một số đặc vụ sẽ phải làm việc 24/7, luân phiên ra vào cơ sở. Theo các nguồn tin, súng bị nghiêm cấm trong các nhà tù ở Mỹ, nhưng những đặc vụ trong trường hợp này dù sao cũng sẽ được trang bị vũ khí. Người phát ngôn của Sở Mật vụ xác nhận với New York Times rằng cơ quan này bảo vệ các cựu tổng thống, nhưng từ chối thảo luận về bất kỳ hoạt động bảo vệ cụ thể nào. Trong lúc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bận rộn hầu tòa ở New York, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden liên tục di chuyển vận động tranh cử và tăng cường chỉ trích đối thủ. Hôm 25 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tham gia vào buổi gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử Tổng thống ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố New York. Tại đây, ông Biden đề cập thoáng qua về các vụ án hình sự của cựu Tổng thống Donald Trump, đối thủ chính của ông Biden trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông Biden nói, "Tôi chưa có cơ hội xem quá trình tố tụng tại tòa, bởi vì tôi đang bận vận động tranh cử." Bình luận của ông Biden nhấn mạnh một cảnh tượng đối lập trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay mà theo giới chuyên gia có thể tạo cơ hội cho ông Biden nắm lấy thế chủ động, theo tờ Financial Times. Ông Biden vừa đang tái tranh cử với tư cách là Tổng thống đương nhiệm, vừa cố gắng giải quyết các vấn đề nội bộ Mỹ, chẳng hạn nỗ lực vận động Quốc hội thông qua 95 tỷ đô la Mỹ viện trợ nước ngoài. Trong khi đó, ông Trump phải ra hầu tòa. Trong hầu hết 2 tuần qua, ông Trump đã có mặt tại tòa án Manhattan ở New York với tư cách là bị cáo trong vụ án dùng tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm. Các công tố viên cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ đã làm giả các tài liệu liên quan đến các khoản thanh toán để bịt miệng diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels. Mặc dù không rõ phiên tòa ở New York sẽ kéo dài bao lâu và kết quả thế nào, nhưng tình hình hiện tại có thể sẽ gây bất lợi cho ông Trump, nhất là khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang bước vào thời điểm then chốt khi các ứng cử viên chuyển từ tranh cử sơ bộ sang tranh cử với ứng cử viên đảng đối thủ. Theo số liệu từ trang web thăm dò ý kiến của Real Clear Politics, ông Biden giành được nhiều điểm ủng hộ hơn so với đầu tháng 3 khi ông đọc bài phát biểu thông điệp liên bang trước Quốc hội hôm 7 tháng 3. Ông Trump vẫn có tỷ lệ ủng hộ cao hơn so với ông Biden, nhưng giờ đây khoảng cách đã bị thu hẹp, chỉ còn hơn ông Biden 0,3%. Đối với ông Biden, việc ông Trump phải hầu tòa mang lại cơ hội tốt để ông có thể mô tả đối thủ là một người thiếu sót, chỉ quan tâm đến bản thân và không phù hợp với chức vụ Tổng thống Mỹ. Thông điệp đó là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của ông Biden vào năm 2020 và nhiều khả năng ông Biden sẽ sử dụng lại nó. Những rắc rối pháp lý của ông Trump đã giúp vị cựu Tổng thống thu hút các cử tri cánh hữu trong cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, phiên tòa càng kéo dài thì ông Trump càng khó vận động gây quỹ và vận động tranh cử hơn. Về mặt chính trị, phiên tòa đang làm tổn hại đến vị thế của cựu Tổng thống trong mắt một bộ phận cử tri độc lập và dao động, những người được cho là sẽ quyết định kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng. Nhà phân tích chính trị Amy Walter cho rằng các phiên tòa đang đặt ông Trump và các nghĩa vụ pháp lý của ông lên hàng đầu và trung tâm trong mắt cử tri, theo cách mà chúng chưa từng xuất hiện trong một thời gian dài. Ông Kevin Madden, cố vấn chiến dịch tranh cử cho ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Mitt Romney vào năm 2008 và 2012 cho rằng những rắc rối pháp lý của ông Trump đang phủ bóng đen lên triển vọng giành được sự ủng hộ của những đảng viên Cộng hòa ôn hòa, truyền thống, có trình độ cao. Đây là những người đã không ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ. Chiến dịch tranh cử của ông Biden và các thành viên Đảng Dân Chủ cũng đã tận dụng tình hình hiện tại của ông Trump để công kích ông. Bà Julie Chavez Rodriguez, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Biden cho rằng, giống năm 2020, cuộc bầu cử năm nay sẽ là sự lựa chọn giữa sự đoàn kết và sự chia rẽ, giữa năng lực và sự hỗn loạn, giữa tầng lớp trung lưu và các tỷ phú. Theo bà Rodriguez, trong khi ông Biden đi khắp đất nước để nói chuyện với cử tri về việc làm cho cuộc sống của họ tốt hơn, thì ông Trump lại đang chạy đua để trả thù và trừng phạt. Trong tuần đầu tiên của phiên tòa xét xử ông Trump ở New York, ông Biden đã dành 3 ngày ở bang Pennsylvania, trong đó có chuyến thăm Scranton, thành phố công nghiệp nơi ông Biden sinh ra. Tuần này, ông Biden đã đến bang Florida để nói về các hạn chế phá thai nghiêm ngặt đang được áp đặt ở các bang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Theo Financial Times, ông Biden và nhóm của ông tin rằng cử tri sẽ không muốn ông Trump tái đắc cử.
ngay cả khi phiên tòa xét xử ở New York kết thúc sớm hơn dự kiến và không có vụ án liên bang nào khác liên quan đến ông Trump được đưa ra xét xử trước cuộc bầu cử vào tháng 11. Cử tri vẫn tin rằng ông Trump đang lãng phí thời gian và nguồn lực quý giá. Trong khi đó, đội ngũ tranh cử của ông Biden đang tăng cường gây quỹ, xây dựng các hoạt động thực địa và cố gắng nhấn mạnh thông điệp của ông Biden để thu hút cử tri. Tuy nhiên, bà Walter cho rằng nhiều cử tri có thể không thích ông Trump, nhưng chưa hẳn là hài lòng với quá trình lãnh đạo của ông Biden. Theo bà Walter, cuộc bầu cử đã rất gần và cử tri đang có hai ứng viên không được yêu thích. Thưa quý vị, trong ngày thứ 13 của phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, chi tiền bịt miệng nữ diễn viên phim Người Lớn, bà Stormy Daniels đã lần đầu tiên công khai đối mặt với ông Trump. Tại phiên tòa, nữ diễn viên đã đưa ra lời khai về chuyện giường chiếu giữa hai người hồi năm 2006 và việc nhận tiền từ cựu Tổng thống Mỹ 10 năm sau đó. Trước tòa ngày 7 tháng 5, bà Stormy Daniels đóng vai trò trung tâm của phiên tòa hình sự lịch sử, cáo buộc ông Trump chi tiền bịt miệng đã khai trước tòa về lần quan hệ năm 2006 với cựu Tổng thống Trump bên trong căn hộ penthouse xa hoa của khách sạn. Cuộc đối mặt lần này giữa bà Daniels và ông Trump diễn ra 6 tháng trước ngày bầu cử Mỹ mùng 5 tháng 11, vào thời điểm ông Trump nắm chắc vị trí ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa tranh cử với Tổng thống Joe Biden. Tại tòa, bà Daniels, 45 tuổi, tên thật là Stephanie Clifford, kể lại đã gặp ông Trump tại một giải golf của người nổi tiếng được tổ chức ở Lake Tahoe, bang Nevada, khi bà được công ty phim Người Lớn là Wicked Entertainment thuê làm tiếp tân. Lúc đó, bà 27 tuổi và cho biết ông Trump khi ấy 60 tuổi, có lẽ còn lớn hơn tuổi của cha mình. Bà Daniels khai rằng mình miễn cưỡng đồng ý ăn tối với ông Trump sau khi thảo luận với người quản lý vấn đề công chúng của mình. Khi đến căn hộ penthouse của ông Trump, bà mô tả thấy ông Trump mặc bộ đồ ngủ bằng lụa hay sa tanh gì đó trông rất buồn cười. Thời điểm đó, ông Trump đã cưới người vợ thứ ba là bà Melanie. Bà Daniels kể lại đã nói đùa khi thấy cảnh đó. Tôi hỏi liệu ông Hefner, ông chủ tạp chí Người Lớn Playboy có biết ông đánh cắp bộ pyjama của ông ấy hay không? Kế đến, ông Trump thay đồ và họ nói chuyện về đề tài phim Người Lớn. Và ông Trump cho rằng bà Daniels có thể xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế, nhân viên tập sự của mình. Bà Daniels kể lại mình đã vào phòng tắm và khi bước ra thấy ông Trump nằm trên giường với chiếc quần lót và áo thun. Họ có quan hệ tình dục nhanh chóng và nhân chứng xác nhận không bị đe dọa bằng lời nói lẫn hành động trước và sau quá trình này. Bà Daniels cho biết sau đó vẫn tiếp tục gặp ông Trump vài lần nhưng đã quyết định cắt đứt liên lạc khi biết mình sẽ không có mặt trong chương trình truyền hình thực tế như ông Trump đã từng đề cập. Khi ông Trump tranh cử Tổng thống vào năm 2016, bà đã liên lạc với luật sư Keith Davison ở Hollywood để bán câu chuyện của mình cho báo chí. Kế đến, bà đạt được thỏa thuận với ông Michael Cohen, khi đó là luật sư của ông Trump, về việc giữ im lặng để đổi lấy 130.000 đô la. Trước tòa, luật sư Susan Natchez của ông Trump cáo buộc bà Daniels tìm cách tống tiền ông. Cũng tại phiên tòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng vào tù nếu thẩm phán cho rằng ông vi phạm lệnh cấm phát ngôn. Trong lúc phiên tòa xử cáo buộc bịt miệng diễn viên phim Người Lớn Stormy Daniels. Trong quá trình diễn ra phiên tòa, ông Trump bị cấm đưa ra bình luận về bồi thẩm đoàn, nhân chứng, công tố viên và nhân thân của thẩm phán theo chiều hướng có thể gây cản trở quá trình xử án. Trong lúc đang phải đương đầu với vụ án chi tiền bịt miệng, thì ông Donald Trump bất ngờ nhận hai tin vui liên tiếp khi thẩm phán liên bang Eileen Cannon ở bang Florida đã ra quyết định hoãn phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cất giữ trái phép tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng. Bên cạnh đó, ông Trump cũng giành thêm phiếu trong bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Theo lịch được ấn định trước đây, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ phải hầu tòa vào ngày 20 tháng 5 vì cáo buộc của công tố viên đặc biệt Mỹ Jack Smith. Tuy nhiên, cả bên công tố và bên bào chữa đều thừa nhận cần phải hoãn lại ngày xét xử đó. Quyết định mới của thẩm phán Cannon được coi là tin vui đối với ông Trump, ứng cử viên đại diện Đảng Cộng Hòa tái đấu chung kết với Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay. Diễn biến giúp làm giảm đáng kể khả năng cựu Tổng thống phải đối mặt với bồi thẩm đoàn tại một trong hai vụ án hình sự liên bang chống lại ông trước ngày tổng tuyển cử mùng 5 tháng 11 sắp tới. Hiện cựu Tổng thống Trump còn đang phải đối mặt với một số cáo buộc hình sự khác liên quan đến cáo buộc âm mưu đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2020 dẫn đến bạo loạn tại đồi Capitol năm 2021, can thiệp bầu cử tại bang Georgia, chi tiền cho diễn viên phim Người Lớn Stormy Daniels để che giấu mối quan hệ giữa hai người. Các luật sư của ông Trump đang nỗ lực trì hoãn cả bốn vụ án hình sự mà ông phải đối mặt.
Trong một diễn biến khác, trang Decision Desk chuyên đưa tin kết quả bầu cử Mỹ ngày 8 tháng 5 dự phóng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giành thắng lợi trong bầu cử sơ bộ tại bang Indiana, một trong những khu vực bầu cử sơ bộ còn lại của Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Trump vốn đã giành đủ số phiếu để được Đảng Cộng Hòa chọn làm ứng viên tranh cử Tổng thống, nhưng cuộc bầu cử sơ bộ tại Indiana ngày 7 tháng 5, theo giờ địa phương, dự kiến đem lại cho ông thêm 58 phiếu. Cựu Tổng thống là ứng viên còn tranh cử duy nhất trong bầu cử sơ bộ tại Indiana, nhưng vẫn phải cạnh tranh số phiếu với bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden giành chọn 79 phiếu trong bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ tại Indiana. Ông Trump dễ dàng giành thắng lợi tại Indiana hồi năm 2016 và vượt qua ông Biden vào năm 2020 với tỷ lệ 57-41%, dù sau cùng thất cử. Kết quả phần lớn các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Trump đang chiếm ưu thế tại cả 6 bang, song ông Biden đang từng bước thu hẹp cách biệt, thậm chí đã có lúc vươn lên dẫn trước ông Trump trong giai đoạn cuối tháng 3 vừa qua. Về tổng thể, 55% dân chúng Mỹ hiện cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump là thành công so với 44% cho đó là thất bại. Điều này rất đáng chú ý nếu nhìn lại kết quả cuộc thăm dò hồi tháng 1 năm 2021 trước khi ông Trump rời Nhà Trắng và chỉ vài ngày sau cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol, cho thấy 55% người dân Mỹ coi nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump là thất bại. Trong khi đó, đa số người dân Mỹ có cái nhìn tiêu cực về thành tích của Tổng thống Biden khi 60% người Mỹ được hỏi không hài lòng với nhiệm kỳ Tổng thống của ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng và chỉ có 40% hài lòng. Thưa quý vị, trong bài phỏng vấn vừa được tạp chí Time đăng tải, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng cảnh báo Tổng thống Joe Biden khi hết nhiệm kỳ có thể sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc truy tố hình sự. Cựu Tổng thống Trump tuyên bố rằng nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, ông sẽ bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt tập trung điều tra ông Biden và nhân thân. Nguy cơ này chỉ được giải trừ nếu Tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết trao quyền miễn truy tố cho bản thân ông Trump, vốn đang phải đối mặt với một loạt các phiên tòa hình sự. Nếu 9 vị thẩm phán của Tòa án tối cao không trao cho cựu Tổng thống quyền miễn trừ, ông Trump nhấn mạnh, tôi đảm bảo ông Biden sẽ bị truy tố vì ông ta phạm nhiều tội. Ông Trump và những người ủng hộ ông từ lâu đã cáo buộc Tổng thống Biden có hành vi phạm tội hình sự liên quan đến công việc kinh doanh của con trai ông là Hunter Biden, nhưng không đưa ra bất kỳ chứng cứ đáng kể nào. Trong khi đó, bản thân ông Trump đang phải đối mặt với 4 phiên tòa hình sự, với một phiên tòa đang diễn ra ở thành phố New York về cáo buộc chi tiền bịt miệng vào thời điểm ông tranh cử Tổng thống năm 2016. Cũng trong buổi phỏng vấn, ông Trump từ chối hứa hẹn sẽ chấp nhận kết quả bầu cử trong hòa bình nếu một lần nữa ông thua cuộc trước Tổng thống Biden. Theo tạp chí Time, việc ông Trump lên kế hoạch kiểm soát Bộ Tư pháp nếu đắc cử có thể dẫn đến việc ông ân xá hầu như toàn bộ trong số hơn 800 người bị kết tội bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 và lập tức sa thải bất kỳ trưởng lý nào từ chối tuân theo chỉ thị của ông. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Time vào ngày 30 tháng 4, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa cũng tiết lộ một trong những ưu tiên của nhiệm kỳ. Nếu ông đắc cử là trục xuất hàng triệu di dân đang lưu trú bất hợp pháp tại Mỹ. Để thực hiện mục tiêu này, ông sẽ sử dụng quân đội Mỹ và lực lượng vệ binh quốc gia kiểm soát biên giới. Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố sẽ giữ quan điểm Israel nên kết thúc chiến dịch quân sự ở dải Gaza trước khi mất đi sự ủng hộ từ quốc tế. Ông Trump cho rằng Israel không nên tiếp tục lan truyền những bức ảnh về các tòa nhà đổ sập và bị đánh bom mỗi đêm ở dải Gaza. Tôi cho rằng Israel đã xử lý mảng quan hệ công chúng quá tệ. Ứng cử viên hàng đầu cho vị trí chủ nhân Nhà Trắng năm 2024 cũng cho biết, ông không loại trừ khả năng cắt khoản viện trợ quân sự cho Israel nếu đắc cử. Trước đó, ông Trump từng là người kiên quyết bảo vệ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho đến khi ông cáo buộc nhà lãnh đạo Israel và quân đội nước này đã khiến cuộc xung đột với lực lượng Hamas bùng nổ. Theo ông Trump, ông Netanyahu đã nhận về vô số chỉ trích sau cuộc tấn công qua biên giới của lực lượng Hamas ở dải Gaza vào hôm 7 tháng 10 năm 2023. Tôi nghĩ điều này đã ảnh hưởng tới ông Netanyahu một cách nặng nề, khiến ông ấy hành động bất chấp mọi thứ. Ông Trump lập luận thêm rằng, Israel có những thiết bị tinh vi nhất, họ có mọi thứ để ngăn chặn vụ tấn công, rất nhiều người biết về điều đó, chỉ có Israel là không. Rạng sáng hôm 7 tháng 10 năm 2023, Hamas đã bắn hàng ngàn quả rocket về phía Israel, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng.
cựu Tổng thống Mỹ không phải là người đầu tiên chỉ trích quân đội và chính phủ Israel vì phản ứng chậm chạp trước một loạt cảnh báo về một cuộc tấn công của lực lượng Hamas. Theo truyền thông Israel, nhiều nhân viên quân sự và tình báo đã cố gắng truyền tin tới cấp trên của họ. Thậm chí một số quan chức Ai Cập còn nói rằng đã phát cảnh báo cho Israel vài tuần trước khi thảm kịch xảy ra. Khi còn đương chức, ông Donald Trump từng là đồng minh thân cận của Thủ tướng Israel Netanyahu. Ông còn tự miêu tả bản thân là Tổng thống Mỹ thân Israel nhất trong lịch sử. Ông Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Iran theo yêu cầu từ Israel, chuyển đại sứ quán Mỹ ở Israel đến Tây Jerusalem, cũng như làm trung gian cho Hiệp định Abraham, một thỏa thuận giúp Israel bình thường hóa mối quan hệ với Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Maroc và Sudan. Cũng trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, cựu Tổng thống Donald Trump cảnh báo Washington có thể rút lực lượng quân sự Mỹ đóng tại Hàn Quốc nếu đồng minh châu Á không đóng góp tài chính nhiều hơn. Chúng ta có 40.000 quân đang ở trong tình thế bấp bênh, điều đó thật vô nghĩa. Tại sao chúng ta lại phải bảo vệ ai đó? Và chúng ta đang nói đến một đất nước rất giàu có. Ông Trump được cho là đang đề cập tới 28.500 binh sĩ Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Theo tạp chí Time, ông Trump đã đề xuất Mỹ có thể rút lực lượng nếu Hàn Quốc không chi trả nhiều hơn để hỗ trợ quân đội Mỹ ở đó nhằm ngăn chặn chính quyền ngày càng cứng rắn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cuộc phỏng vấn của Time được công bố trong bối cảnh Seoul và Washington gần đây đã tiến hành các cuộc đàm phán mới về việc Hàn Quốc chia sẻ chi phí để duy trì 28.500 binh sĩ của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc theo một thỏa thuận, được gọi là thỏa thuận về các biện pháp đặc biệt, gọi tắt là SMA. Tại Honolulu vào tuần trước, Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức vòng đàm phán đầu tiên về SMA mới vì SMA hiện tại, vốn có hiệu lực 6 năm, sẽ hết hạn vào cuối năm sau. Các nhà quan sát cho rằng, các đồng minh đã tìm cách tổ chức các cuộc đàm phán SMA sớm hơn thường lệ trong bối cảnh lo ngại rằng nếu cựu Tổng thống Trump quay lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai, ông có thể đạt được một thỏa thuận cứng rắn về SMA mới theo cách có thể gây chia rẽ nội bộ liên minh. Trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump, đàm phán SMA là một vấn đề gây tranh cãi lớn khi ông yêu cầu Hàn Quốc tăng mạnh phần chi phí cho lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin thời sự hàng ngày trên kênh tin tức của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp phản hồi của quý vị đừng quên để lại dưới phần bình luận của video. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn đăng ký và bật thông báo trên kênh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.